Cô chào các em lớp 1 của trường tiểu học Đào Sơn Tây. Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán bài so sánh các số có hai chữ số. Các em cùng mở sách giáo khoa môn toán ra nào. Đây cô có hình thứ nhất gồm có 6 bó que tính và 2 que tính lẻ. Vậy hỏi cô có bao nhiêu que tính nào? Cô có 1 bó là 10 que tính. Vậy 6 bó là 60 que tính và còn thêm 2 que tính lẻ, cô được 62. Cô viết 62. Bạn nào có thể phân tích cho cô 62 gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị. Các em cùng theo dõi hình kế tiếp nhé. Cô có 6 bó que tính và 2 que tính 5 que tính lẻ. Cô được mấy que tính nào? Cô được 65 que tính. Cô viết 65. Bạn có thể phân tích cho cô 65 gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? 65 gồm 6 chục và 2 đơn vị. Bây giờ chúng ta cùng so sánh số 62 và 65 các em nhé. Số 62 sẽ như thế nào với số 65? Để tìm được, chúng ta cùng so sánh từ hàng chục trước. Ta thấy hàng chục có cùng số 6, vậy ta sẽ chuyển qua so sánh hàng đơn vị. Hàng đơn vị ta có 2 bé hơn 5, nên 62 sẽ bé hơn 65. Ta viết dấu bé vào giữa hai số 62 và 65. Sau khi đã so sánh 62 và 65, cô hoán đổi vị trí chúng cho nhau. Theo các em, cô nên điền dấu gì nào? Cô nên điền dấu lớn. Vì 62 bé hơn 65 nên 65 lớn hơn 62. Từ bài này, cô rút ra một kết luận là khi so sánh các số có hai chữ số, ta sẽ so sánh hàng chục trước. Nếu hàng chục giống nhau thì ta so sánh tiếp hàng đơn vị. Sang dạng thứ hai các em nhé. Có hình thứ nhất gồm có 6 bó que tính và 3 que tính lẻ. Vậy hỏi cô được bao nhiêu que tính? Cô được 63 que tính. Bạn nào có thể phân tích cho cô 63 gồm mấy chục và mấy đơn vị nào? 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị. Cùng theo dõi hình kế tiếp nhé. Cô có 5 bó que tính và 8 que tính lẻ. Vậy hỏi cô có bao nhiêu que tính nào? Cô có 58 que tính. Cô viết 58. 58 gồm mấy chục và mấy đơn vị nào các bạn? 58 gồm 50 và 8 đơn vị. Cũng như ở bài trước, chúng ta sẽ so sánh số 63 và 58. Để so sánh được hai số này, chúng ta cũng so sánh từ hàng chục trước. Để ta thấy số 6 lớn hơn số 5, nên ta kết luận 63 lớn hơn 58. Ta viết dấu lớn vào giữa hai số 63 và 58. Tương tự, cô hoán đổi vị trí chúng cho nhau, 58 trước và 63 sau. Cô sẽ điền dấu gì vào giữa hai số này nào? Cô điền dấu bé vì 58 bé hơn 63. Qua bài này, cô cũng rút ra được kết luận để so sánh các số có hai chữ số. Ta so sánh ở hàng chục trước. Nếu hàng chục có sự khác nhau, thì ta kết luận hai số đó khác nhau là bé hơn hay lớn hơn hay bằng. Khi đã so sánh được ở hàng chục rồi, ta không cần phải so sánh ở hàng đơn vị các em nhé. Sau khi đã học xong kiến thức ở bài này, ta cùng vào bài tập nào.
tập đầu tiên, người ta yêu cầu điền dấu bé, dấu lớn, dấu bằng. Các em cùng theo dõi cô hướng dẫn để làm mẫu trước nhé. Ở bài đầu tiên, cô có số 34 và 38. Ta nên điền dấu gì nào? Để so sánh được hai số này, ta sẽ phân tích ở hàng chục trước. Ta thấy hàng chục có cùng số 3, vậy ta tiếp tục sang hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị, cô thấy có số 4, bé hơn số 8, nên kết luận là 34 bé hơn 38, ta điền dấu bé. Bài kế tiếp, cô có số 36 và 30. 36. Bây giờ cô sẽ so sánh ở hàng chục. Ta thấy có cùng số 3, vậy ta so sánh ở hàng đơn vị là 6 lớn hơn 0, nên 36 lớn hơn 30, cô điền dấu lớn. Ở bài kế tiếp, cô so sánh hai số, ta thấy hàng chục và hàng đơn vị cùng giống nhau, ta điền dấu. Ở bài kế tiếp, cô thấy số 25 so sánh với số 30, cũng so sánh ở hàng chục, ta thấy số 2 bé hơn số 3, vậy ta điền dấu bé, 25 bé hơn 30. Xong ở bài thứ nhất, các em cùng theo làm bài tập tiếp theo ở trong sách giáo khoa nhé. Tiếp bài thứ hai, đề bài yêu cầu khoanh vào số lớn nhất. Cô có dãy số 72, 68, 80. Để so sánh được cái số này, ta so sánh ở hàng chục. Ta thấy ở hàng chục có số 7, số 6 và số 8. Ta thấy số 8 lớn hơn số 7 và số 6. Vậy 80 là số lớn nhất. Cô chọn số 80. Cô B, cô có dãy số 91, 87, 69. Ta cũng so sánh ở hàng chục trước. Ta thấy hàng chục có số 9 lớn hơn số 8 và số 6. Cô chọn số 91. Ở câu C, cô có dãy số 97, 94, 92. Cô so sánh ở hàng chục. Ở hàng chục có cùng số 9, vậy cô sẽ so sánh tiếp ở hàng đơn vị. Ta thấy số 7 lớn hơn số 4 và số 2, nên 97 là số lớn nhất, cô chọn 97. Ở câu D, ở bài số 3, người ta yêu cầu khoanh vào số bé nhất. Dãy số 38, 48, 18, ta so sánh ở hàng chục trước. Cô thấy số 1 bé hơn số 3 và số 4, cô chọn số 18. Cô B, cô có số 76, 78 và 75. Ở hàng chục có cùng số 7, nên cô so sánh ở hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị có số 5 bé hơn số 6 và số 8, cô chọn 75. Cô C, cô có số 60, 79 và 61. So sánh hàng chục, cô thấy số 6 bé hơn số 7, mà trong số 6 ở hàng chục có hai số 60 và 61. Cô so sánh hàng đơn vị. Hàng đơn vị có số 0 bé hơn số 1, nên 60 là số bé nhất. Cùng qua bài số 4, có dãy số 72, 38 và 64. Đề bài yêu cầu A, theo thứ tự từ bé đến lớn. Để sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, ta tìm số bé nhất ở hàng chục. Cô thấy có số 3 bé hơn số 6 và số 7, nên cô xếp đứng trước. Cô thấy số 6 nhỏ hơn số 7, nên cô xếp đứng thứ hai, và cô xếp số 72 đứng cuối cùng. Câu B, xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Ta đảo ngược vị trí chúng lại cho nhau. Ta lấy số 72 đứng trước.
64 đứng giữa và 38 đứng cuối cùng. Vậy ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Bây giờ cô và các em cùng ôn lại kiến thức nào. Bài so sánh các số có hai chữ số gồm có hai dạng. Dạng thứ nhất, để so sánh được số có hai chữ số, ta so sánh ở hàng chục. Nếu hai số có hàng chục giống nhau thì ta so sánh tiếp ở hàng đơn vị. Ở dạng thứ hai là khi so sánh các số có hai chữ số, nếu ở hàng chục của hai số khác nhau thì hai số đó khác nhau và ta sẽ không cần so sánh tiếp ở hàng đơn vị. Vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc bài học. Các em hãy nhớ ôn lại bài và làm bài tập thật kỹ càng nhé. Cô chào.